Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái cách kiểm tra bình ga và kiểm tra và bảo trì cái bộ bơm định lượng để tránh tình trạng mà rò rỉ khí trong khi quá trình mình xài. Thì có nhiều người xài nhưng mà không có kiểm tra cái thường xuyên cái sự rò rỉ khí á, thì có thể là hao hụt cái lượng khí đáng kể, dẫn tới là tốn cái chi phí nhiều quá cho khí. Thì đầu tiên thì khi mà mình trước khi sử dụng á, thì lúc nào cái này cũng vặn lỏng ra hết cỡ để tránh cái trường hợp á là mình cứ nghĩ cái này đang mở rồi mình vặn cái này, hoặc là có người nhà hoặc là họ không biết á, họ vặn cái này hết cỡ rồi họ vặn cái này ra, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là nó bị hư kim. Thì đầu tiên mình hướng dẫn là cái cách mà kiểm tra cái bình khí có bị rò hay không. Bằng cách là đầu tiên mình sẽ lỏng cái này, rồi mình mở bình khí lên, sau đó mình vặn kim đồng hồ lên ở mức số 1 hoặc số 2 đó, mức nào cũng được. Và sau đó mình khóa cái van bình ga lại và mình khóa luôn cái đồng hồ lại. Sau đó mình để tầm khoảng 10 phút mình xem coi cái kim này nó có bị trả về số 0 hay không, và cái kim đầu ra của cái bộ áp khí của cái van điều áp có bị thụt lùi về mức 0 hay không. Thì nếu mà sau 10 phút á, sau đó mình quan sát cái kim đồng hồ của cái bình ga, cái đồng hồ phía bên tay phải là đồng hồ thể hiện cái lượng khí trong bình ga. Nếu mà cái kim này mình thấy nó từ từ nó bị sụt xuống là có nghĩa là nó bị rò rỉ ở ngay chỗ từ chỗ này qua chỗ này, thì mình siết chặt lại. Còn nếu mình không mình thấy nó vẫn rò, siết chặt vẫn rò, thì mình lấy xà bông mình pha hơi nước mình quét để coi chính xác chỗ nào rò. Nếu chỗ này rò đó thì mình phải lấy kim mình vặn chặt lại ở đây. Còn nếu mà cái kim nó không giảm, có nghĩa là ở đây nó hoàn toàn kín, thì mình có thể yên tâm về cái phần mối nối này. Và mình tiếp tục là cái kim trên cái đồng hồ ra. Cái đồng hồ ra cái kim này bị sụp, chứng tỏ là từ khúc này và đi ra cái bộ bơm nó có chỗ bị rò. Thì mình cũng có thể là mình đầu tiên mình vặn chặt lại, kiểm tra vặn chặt lại và gắn chặt lại các mối nối này. Sau đó nếu bị rò tiếp mà mình thấy vẫn bị rò thì mình lấy xà bông mình quét để coi chính xác cái vị trí nào rò, mình khắc phục. Thì trước khi mang ra vườn bơm mình nên kiểm tra tầm khoảng 10 phút, nhưng mà nó rất là cần thiết để mình không có bị hao hụt cái lượng khí khi mà mình sử dụng, tránh mất cái chi phí rò khí. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cái cách mà bảo trì cái van của cái bơm bấm định lượng. Thì cái van này xài một thời gian có khả năng là nó sẽ bị mài mòn trong mấy cái sim ở trong đây, mấy cái ron trong đây nè, thì có khả năng nó bị xì khí qua cái lỗ trên hoặc là bị thông khí qua cái này. Thì trước khi bơm thì mình kiểm tra bằng cách nhúng cái này vô trong nước và mình tắm coi khi mà mình bơm nó có bị rò rỉ qua chỗ nào không. Đó, có nghĩa là nếu mà không có một cái bọt nào ra ngoài thì có nghĩa là cái bộ bơm này nó không có bị rò rỉ. Còn ví dụ nó bị rò rỉ đi thì cách thức xử lý nó như thế nào? Đầu tiên là mình khóa này lại, mình mở ra, rồi sau đó mình mở cái dán ở dưới đi.
Rồi sau đó là mình mở hai con ốc ở dưới. Ở đây mình thấy có cái lò xo. Có một cái sim bự ngoài. Có một cái ống đồng chính giữa. Bên đây mình thấy có một cái ron nằm trên đây. Nếu mà cái lỗ nó phía trên đây nó bị xì thì mình tháo cái ron ra. Thì mình mở cái ron cao su nè, hay còn gọi là cái sim, mình gỡ ra nó sẽ có cái rãnh ở cái ron. Thì mình sẽ lấy cái băng keo, ok là mình xé cái bảng nó ra thành 1/3 là vừa. Nhỏ hơn chút cũng được 1/4, 1/5. Rồi sau đó mình sẽ quấn hai ba vòng quanh cái rãnh của cái sim nãy mình vừa mới tháo. Rồi, rồi đó mình bứt ra, xém lại cho nó vô hết cho trong cái rãnh. Rồi sau đó là mình lấy cái ron, cái sim mình bỏ vô lại. Rồi mình lắc lại như cũ là xong. À, và nếu mà bị thông khí là do cái sim này nó bị mài mòn nè. Cái sim này ít bao giờ bị mài mòn lắm, nhưng mà mình cũng hướng dẫn luôn là mình cũng làm y chang cái như vậy. Mình tháo cái sim ra rồi mình cũng lấy băng keo mình quấn ở ngay chỗ cái rãnh của cái sim này. Rồi sau đó mình gắn cái sim này vô trong lại giống như hồi nãy. Rồi mình lắp vô, lắp vô thì nó cũng tuần tự các bước giống mình tháo ra. Cái này mình lắp được trước. Rồi sau đó là mình lắp cái lò xo vô. Rồi sau đó mình lắp cái này vô, lắp cái này chú ý là cái hai cái lỗ bên hông mà nó nằm phía bên, nó xoay ra hai bên. Rồi mình gắn cái này, cái lò nhựa đen nó vô trong cái lò cao su này ra ngoài. Nếu mà mình muốn cho xài cho nó thời gian lâu nó được bị mài mòn, mình cho miếng nhớt vô.
trước, cho trước khi mình gắn vô thì nó hay hơn. Mình cho miếng nhớt vô phía bên trong đây thì cái thời gian mài mòn của cái ron cao su nó rất là lâu nên mới mài mòn nữa khi có nhớt. Sau đó là mình gắn cái vỏ vào. Cái này nên chích miếng keo giá sắt vô đây rồi mình gắn vô thì nó sẽ dính chặt. Bây giờ là xong, bây giờ mình kiểm tra lại. Bây giờ mình thử coi là nó có bị rò hay không. Mình gắn vô trong đây. Đúng lên nước đó là mình bắt nó không bị lọt khí, là có nghĩa là nó không bị xì.